kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Việt Nam E-Channel. Thưa quý vị, chương trình này nhằm đến gửi đến quý vị những tin tức cộng đồng, đoàn thể trong những tháng vừa qua. Thì hôm nay chúng tôi là một lần nữa phỏng mời cô Dung Phan là thuộc chương trình của Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á, gọi là Southeast Asian Community Center. Dạ vâng, một lần nữa xin chào Dung Phan. Hai anh Tony. Dạ, em tên là Dung Phan. Em đang làm tại Trung tâm Cộng đồng Á Châu. Em xin cảm ơn anh Tony đã cho cơ quan của chúng tôi có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và xin gửi lời chào đến quý vị xem đài 26. Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì chương trình này là quý vị coi là cũng bước qua một năm mới rồi. Dạ vâng, năm Kỷ Hợi phải không ạ? Dạ vâng, thì chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và đạt được những ý nguyện. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta vào chương trình. Yeah. Thì khi trước mình có nói chuyện với nhau về những cái sinh hoạt, những cái công việc là của Trung tâm Cộng đồng Nam Á. Bây giờ nhờ Dung Phan có thể nhắc lại những cái chương trình nào mà Trung tâm đang thực hiện. Dạ, yeah. Thì đầu tiên thì em cũng muốn nói về một chút xíu về trung tâm. Thì trung tâm mình đã thành lập sau năm 1975. Cái người thành lập ra trung tâm này là người tị nạn. Mục tiêu của trung tâm là giúp đỡ cho những người tị nạn và những người có lợi tức thấp khi cần giúp, khó khăn trong cái ngôn ngữ, khi liên hệ với các cơ quan chức năng. Trung tâm đã và đang làm việc ở tại thành phố San Francisco đã hơn 40 năm rồi. Về những chương trình thì em cũng chia sẻ với anh và bà con đồng hương ở tại San Francisco, thì mình có rất là nhiều cái chương trình. Thì anh nghĩ coi chương trình nào mà hay nhất nè. Dạ vâng, thì mình chỉ có 30 phút để mà giới thiệu chương trình của trung tâm thôi nha. Dạ. Thì xin Dung bắt đầu vắn tắt một số chương trình mà đang thực hiện giúp đỡ cho cộng đồng. Dạ, yeah. Thì cái chương trình đầu tiên đó là chương trình của SBA Michael Long. Thì trung tâm này có cái chương trình này là cho những cái tiểu thương mượn loan, giá trị loan từ 5.000 cho tới 50.000 US dollar, và cũng tùy theo cái điểm credit của quý vị. Cảm ơn, thì Tony cũng xin được phép thưa cùng với quý vị là Michael Loan. Rất nhiều quý vị có thể không hiểu Michael Loan là cái gì. Michael Loan là một cái loan rất là nhỏ cho mượn vay vốn để cho các thương nghiệp mở. Nhưng mà cái vốn này rất là một cái vốn cho vay rất là nhỏ. Dạ, chứ không có là mấy trăm ngàn hay là triệu nha. Dạ, thì nó chỉ up đến cao nhất là chỉ 50 ngàn thôi. Dạ, mà, đúng rồi. Nếu mà các tiểu thương muốn tìm hiểu thêm về cái chương trình này, thì cho cái sự phát triển của business mình xin gọi vào số là 415-885-2743. Dạ vâng, dạ vâng, thì thưa quý vị, yeah. Chương trình Michael Loan thì tôi cũng đã một lần thời gian đã làm việc với Michael Loan rồi. Yeah. Thì đó là giúp đỡ cho các tiểu thương vùng San Francisco, hay nói là vùng Bắc California thì đúng hơn. Yeah. Thì quý vị ở San Jose, quý vị ở vùng khác vẫn có thể nhờ sự trợ giúp đặc biệt của chương trình business của Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á. Yeah. Thì chương trình này thì nó đã có lâu đời rồi. Thì họ giúp đỡ trực tiếp đến các tiểu thương muốn mở một thương nghiệp. Thí dụ như là mình muốn mở một cái tiệm nail hoặc là muốn mở một cái nhà hàng. Thì cái số vốn mình không có đủ để mà trang trải. Khi mở một cái tiệm như Dung biết thì rất là nhiều, phải không? Dạ. Thì tiền này tiền kia, tiền lại đủ thứ thì mình thua, tự nhiên mình có thể bị thiếu hụt một số tiền. Thì trung tâm cộng đồng sẽ giúp cho quý vị vay một số vốn với một cái giá... phải nói là cái số tiền trả rất là thấp. Yeah. So với những cái nhà băng khác. Yeah, dạ, đúng không? Rồi. Kế đến thì em sẽ giới thiệu chương trình kế tiếp ha. Đó là chương trình Food Bank. Thì cái Food Bank anh biết rồi là cứ mỗi thứ sáu là rất là đông bà con tới để mà nhận cái thực phẩm tươi. Ha. Thì chương trình này thì... cơ quan của chúng tôi giúp quý vị đồng hương điền đơn xin thức ăn tươi, và mỗi thứ sáu thì chúng tôi phát cho những cái gia đình mà có lợi tức thấp. Đó là một cái chương trình rất là nhiều bà con đến ủng hộ và rất là vui vẻ vào ngày thứ sáu đó. Dạ vâng, thì thưa quý vị cũng xin được nhắc lại thêm là
Chương trình Food Bank là một cái chương trình đã có từ lâu đời rồi. Yeah. Thì họ giúp đỡ trực tiếp cho những người có như tôi muốn echo lại Dung Phan vừa nói là những người mà già yếu, những người họ không có đủ khả năng để mà mua đồ tươi, đồ sống chẳng hạn như vậy để họ về nấu ăn. Thì thưa quý vị, rất nhiều người họ sống bằng những cái đồ ăn này. Yeah. Dạ vâng. Cho nên cái chương trình này là của nhà nước, của chính phủ, thì họ cung cấp cho những cái trạm hay là những cái nơi chốn để giúp đỡ trực tiếp đến cho những người thiểu số. Thì đặc biệt là Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á thì đã làm việc với Food Bank trong gần như là 20 năm nay rồi. Yeah, thì phát đồ vào mỗi ngày thứ sáu. Yeah. Thì chúng tôi có đến khoảng chừng hơn 200 gia đình. Dạ. Đến hàng thứ sáu để mà phát đồ đó. Đúng rồi anh. Em thấy cũng có nhiều trái cây tươi nè, thịt nè, rồi trứng, rồi sữa. Dạ. Thì đó là một cái mà rất là hữu ích cho bà con cộng đồng. Dạ, dạ vâng. Dạ. Dạ. Rồi cái kế tiếp, mình giới thiệu tới chương trình kế tiếp đó là Language Access anh ha. Dạ vâng. Thì đối với cái chương trình này, khi mà bà con có khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, điền đơn, nhất là những cái lá thư mà liên quan tới SSI hay là GE, thì anh biết rồi đó, ở bên đây thì thư từ rất là nhiều và mình phải trả lời là đúng cái thời gian đó, còn nếu không trả lời kịp thì mình sẽ bị cúp. Bởi vậy nó rất là quan trọng cái chương trình này. Xin anh nói thêm chi tiết. Dạ vâng, thì chương trình Language Access á, thì là một cái chương trình được funding từ của thành phố San Francisco. Dạ. Thì như Dung Phan cũng như quý vị được biết là ở San Francisco mình có đến gần khoảng 10.000 người Việt. Dạ. Còn rất nhiều người Việt gốc Hoa nữa. Thì họ sống ở đây trong thời gian từ 75 đến đây. Rất nhiều quý vị lớn tuổi, quý vị sống một mình. Đa số phải nói là ở vùng Thanh Hồ Loi là cái nơi mà trung tâm cộng đồng Nam Á đang cư ngụ, đang làm việc ở đó, văn phòng tại trung tâm tại Thanh Hồ Loi là một cái gọi như là một cái nơi chốn mà rất nhiều người Việt thường thường khi mới qua Mỹ đó thì họ hay ở khu Thanh Hồ Loi. Thì khi những người Việt Nam mà có đi làm, có những income cao hơn thì có thể họ mua ra khỏi Thanh Hồ Loi, thì ở vùng Sunset hay là vùng Mission, mấy vùng khác. Thì thưa quý vị lên xong với cô, quý vị sẽ nhìn thấy là rất nhiều người Việt Nam mình sống ở đó đơn lẻ một mình. Yeah. Thì vấn đề ngôn ngữ là một vấn đề rất là trở ngại. Mà thưa quý vị cũng biết là khi mà ở Hoa Kỳ, khi mình muốn giấy tờ rất là nhiều. Như Dung cũng biết là mỗi một ngày mình nhận bao nhiêu cái bill, bao nhiêu cái lá thư gửi đến. Yeah. Những lá thư nào mình cần phải trả lời, những lá thư nào mình không cần trả lời. Yeah. Hoặc là bên đây nó gọi là những lá thư rác đó. Yeah. Thì mình không cần trả lời. Yeah. Nhưng mà bên đây nó đặc biệt là những lá thư mình không có biết cái nào là cái nào cả. Yeah. Cho nên rất nhiều quý vị gặp trở ngại vấn đề ngôn ngữ. Yeah. Họ không đọc được lá thư đó. Đôi khi họ nghĩ là đó là những lá thư rác. Yeah. Họ bỏ qua một bên. Yeah. Thì đến cái ngày hẹn hoặc mình phải cung cấp những cái dữ kiện đến cho những cơ quan mà mình cần gặp, thì nếu mình không đúng hẹn thì đương nhiên là họ sẽ cắt cái ngân khoản, cắt cái số tiền mà mình đang được trợ giúp. Yeah. Thì như Dung vừa mới nói là có chương trình là GA nè. Yeah. Là chương trình GA nè, rồi Food Stamp nè. Rồi một chương trình mà quý vị ở đây rất nhiều là hưởng đó là chương trình SSI. Yeah. Và SSC. Yeah. Yeah. Thì đó là những chương trình mà quý vị đang được hưởng, thì quý vị cần phải biết để mà trả lời cho đúng hạn kỳ. Dạ. Thì đối với bà con đồng hương thì nếu mà bà con có cái nhu cầu mà cần giúp về trả lời những cái lá thư mà bà con không hiểu đó là thư rác hay là những cái thư quan trọng liên quan tới vấn đề mình đang hiện có, thì bà cô cứ đến trung tâm, thì trung tâm sẽ phục vụ miễn phí. Bên cạnh đó nữa, nếu mà trung tâm mà không làm được thì trung tâm cũng phải giới thiệu và sẽ giới thiệu bà con đến những cái cơ quan chức năng để giúp đỡ bà con, và tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Dạ. Đối với lại Language Access anh ha. Bây giờ mình đi cái tiếp đi anh ha. Dạ vâng, thì chúng ta còn một phút nữa để bước qua phần quảng cáo. Yeah. Thì tôi cũng xin nhắc lại về cái chương trình Language Access này, thì chúng tôi đã có làm việc trực tiếp với
về nó thành phố San Francisco trong vòng gần như là 5 năm nay về chương trình này. Thì quý vị cũng nên nhớ là quý vị khi quý vị đến một cơ quan nào ở San Francisco thì ở đây họ có provide, họ giúp đỡ cho quý vị bằng ngôn ngữ của chính họ, của chính quý vị. Cho nên quý vị gặp đến một cái cơ quan chính quyền nào ở vùng San Francisco với quý vị gặp trở ngại ngôn ngữ, quý vị có quyền request, quý vị có quyền hỏi họ là tôi cần một người thông dịch bằng tiếng Việt. Cái đó là cái quyền lợi của quý vị. Thì hy vọng quý vị biết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát, quý vị đừng rời máy. Hi, I'm Dr. Anita Chandra with today's tip for kids from the American Academy of Pediatrics. As a parent, you are your child's first teacher. Like all students, kids will make mistakes. Your goal is to encourage the behavior you want to see. Set clear expectations, reward good behavior, and withdraw privileges when needed. What doesn't work is spanking. It only increases the risk your child will be aggressive. For more strategies on child behavior, talk with your pediatrician or visit healthychildren.org. Yeah, I'm watching it too. It's just like we were talking about yesterday. They leave early in the morning and come back late. Hey. Why didn't she send you out? Curtains. They're always drawn in this place. I know. There's so many people. I don't even know if it's the same people I saw last week. That guy. Why didn't it seems like he's in charge of them. I don't know. I don't feel very good about this at all. We have to report this. Yes, absolutely. Quý vị trở lại với chương trình Việt Nam Channel. Chúng tôi đang nói chuyện với cô Dung Phan là của chương trình Cộng đồng Đông Nam Á ở vùng San Francisco. Thì là một chương trình cũng rất là lâu mà Tony cũng đã được làm việc với trung tâm này trong nhiều năm qua. Thì Dung Phan này, thì bây giờ cái chương trình kế tiếp là chương trình gì vậy? Dạ, chương trình kế tiếp này là cũng rất là quan trọng đó anh. Đó là chương trình về bên thông dịch. Thì trung tâm cũng có một cái chương trình dịch vụ thông dịch qua nhiều thứ tiếng nè, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Lào, Campuchia, vân vân. Thì khi mà mình có cái chương trình này thì bà con đồng hương và các cơ quan có nhu cầu mà về thông dịch á thì xin liên hệ với trung tâm. Cái số điện thoại là 415-855-2743. Chương trình này rất là cũng như là có cũng từ lâu lắm rồi anh với trung tâm rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Bây giờ mình đi vô cái điểm chính của ngày hôm nay, đó là tim và chain. Thì đối với tim thì nó là về điện thoại nhà và điện thoại cầm tay. Vậy thì xin anh cho em thêm những cái chi tiết để bà con đồng hương biết về chương trình này. Dạ vâng, cảm ơn Dục. Thì chương trình tin về trên đó là một chương trình đã giúp cho quý vị đồng hương cũng gần như là gần 10 năm nay rồi. Thì như Dung vừa mới nói là chương trình tin đó là một cái tên gọi thôi. Thì biến tắt của một cái chữ nào đó là gọi chữ tin, là tin là giúp đỡ cho quý vị gặp trở ngại về những cái điện thoại tay, điện thoại nhà. Và tiếng Anh nó gọi là giống như cái phone cầm tay là gọi là cell phone, hoặc là cái phone nhà nó gọi là landline chẳng hạn như vậy. Thì hai cái dịch vụ này chúng ta không thể nào không có được. Sống ở Hoa Kỳ là bắt buộc phải có. Dạ đúng rồi. Mình trở lại mấy chục năm về trước thì thấy mình không cần phone nhiều. Bây giờ mình đi đâu cũng phải có phone. Dạ. Nha. Cho nên bắt buộc phải mang cái phone nó theo. Dạ nha. Đúng rồi. Thì cho nên từ đó chúng ta mới gặp được rất nhiều trở ngại qua những cái công ty điện thoại. Dạ. Viễn liên. Dạ. Điện thoại nhà. Dạ. Thì thứ nhất mình nói về điện thoại nhà thì chúng ta phải có cái phone điện thoại nhà. Thì nó rất là thông dụng, rất là tốt cho những các cụ. Các cụ tuổi cao ở nhà một mình. Thì tại sao phải cần cái phone nhà? Phone nhà thứ nhất là quý vị khi quý vị gặp một trở ngại, một vấn đề gì đó hoặc bị cúp điện đi, thì đôi khi quý vị hoặc cái phone tay nó trở ngại thì quý vị có phone nhà quý vị gọi. Gọi cho bà con, anh em, hoặc là quan trọng hơn nữa là quý vị gặp một
về vấn đề sức khỏe, quý vị cần gọi cái 911 thì quý vị bấm 911 vì gọi. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc quý vị một thêm một phần nữa là vấn đề 911. Rất nhiều quý vị cứ nghĩ là mình bấm 911 là mình phải nói bằng tiếng Anh. Thưa quý vị, không. Bây giờ là B911 họ đã hiểu vấn đề ngôn ngữ của mình rồi. Thì quý vị chỉ cần bấm 911, quý vị chỉ nói là Vietnamese là họ sẽ biết. Họ sẽ kiếm một người tiếng Việt cho quý vị trong vòng 30, trong vòng 1 phút. Họ sẽ kiếm một người tiếng Việt cho chị. Nếu quý vị không có biết nói được nữa, quý vị chỉ bấm 911, quý vị để ra cái phone ra bên ngoài. Trong vòng mấy phút thì họ sẽ liên lạc, họ đến tận nhà quý vị. Tại vì trong cái phone nhà, thường thường khi mà tổng đài họ nhận được cái phone nhà đó, 911 đó, thì cái số nhà hiện lên rõ ràng rồi. Thì họ không liên lạc được, họ sẽ cho người đến gấp với mình. Đó là cái vấn đề phone nhà đó. Đúng rồi anh. Đó là cái sự quan trọng của cái phone nhà. Bây giờ mình nói về cái bill đi anh. Bill của phone nhà và phone cầm tay luôn nha. Thì em thấy là trong cái bill á, thì nó có nhiều lý do và có nhiều thắc mắc mà trung tâm đã giúp và giải quyết những cái hồ sơ, những cái xử lý, những cái tình huống về giá tiền, tại sao lại nhiều hơn và tại sao bị chạc là như vậy, tất cả những cái cước phí ở trong đó lại tính ra thì bà con không hiểu. Thì vừa rồi mình đã giúp rất là nhiều bà con tới một trong những cái mà mình hồ sơ mình đã giúp, đó là đã giúp cho một hộ là có một cái số tiền bị tính hơn cả ngàn đồng. Anh có thể nói về cái chi tiết cái đó? Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì chúng tôi giúp đỡ rất nhiều các gia đình gặp khó khăn về cái bill điện thoại nhà hoặc điện thoại tay. Thì bây giờ Dung hỏi Tony về vấn đề đặc biệt về một cái case đó đó. Thì thưa quý vị, thì chúng tôi cũng được thông báo quý vị là cái trường hợp nó xảy ra đó là một trường hợp điển hình thôi. Chúng tôi hàng ngày chúng tôi giúp đỡ rất nhiều cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Thì đó là một trường hợp như thế này. Thì cái cô bé này, cô nhận được một cái phone tay. Thì cô cứ nghĩ là khi cô qua một cái nước khác, cô có thể đổi cái sim để mà cô gọi, hoặc là cô dùng cái đó để mà cô gọi là xem những cái video chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cô không ngờ là khi cô đổi cái đó là cái hệ thống của cái hãng điện thoại vẫn còn trong đó. Họ biết được là cô dùng trong chút thời gian cô ở bên Nhật á, có 10 ngày thôi. Nhưng mà khi cô trở lại thì cô nhìn cái bill gửi đến thì hỡi ôi là 1.000, gần như 1.300 mấy chục đô chẳng hạn như vậy. Cho nên cái đó là một vấn đề quý vị nên cẩn thận. Tại vì nếu quý vị gặp trở ngại đó thì quý vị nên gặp chúng tôi. Chúng tôi sẽ có người chuyên môn để mà giao dịch và nói chuyện trực tiếp với công ty điện thoại vị. Thì chúng tôi sẽ bớt hoặc là sẽ không, quý vị không phải trả một đồng nào lệ phí. Đó là một vấn đề như là gọi là accident, chuyện nó xảy ra. Nó không phải là mình cố gắng, mình cố ý. Thì ông Lý có biết, Dung có biết là gần đây rất nhiều trường hợp xảy ra. Thì mình nói chuyện trước khi mình vào ngày hôm nay là rất nhiều người, các cụ thường thường ra ngoài chợ hoặc là ngoài đường hoặc là những cái trung tâm lớn á, thì có những gian hàng họ phát miễn phí những cái cell phone. Thì Dung có thể chia sẻ với đó để mình nói được không? Thì vừa rồi trung tâm cũng đã giúp nhiều quý vị đồng hương đã có cái phone nhà rồi nhưng mà bị gì á, đi ra rồi tưởng đâu là cái phone cầm tay được free, là có nghĩa là không có sao hết, nhưng mà tới lần mà bị gửi bill về thì bị chặt rất là nhiều tiền. Thì trung tâm mình cũng đã giúp những cái bà con đồng hương đó giải quyết những cái trường hợp mà gọi là tại sao cái bill bị như vậy, và cái vì những lý do đó là về ngôn ngữ là không hiểu người ta nói như thế nào, cứ nghĩ là mình được free hoặc là bị hạn chế trong cái ngôn ngữ nên là đã sign up mà không hiểu là cái chương trình này nó như thế nào. Tất cả những cái đó nó liên quan tới cái bill và giá cả hợp đồng. Cái đó thì em nghĩ là anh dạ vâng, thì quý vị cũng biết là khi các cụ ở đây, các cụ lớn tuổi, cái bị cao niên, gặp trở ngại về ngôn ngữ như Dung vừa mới nói đó, thì khi các cụ, các quý vị, các vị cao niên đã có cái điện thoại nhà giá rẻ,
Yeah. Giá rẻ đây là mình nói là khoảng 8 đô la đó. Yeah. Từ công ty điện thoại cung cấp quý vị, tại vì quý vị nằm trong cái chương trình là quý vị cao niên, quý vị có Medi-Cal, quý vị có lợi tức thấp, thì trung bình một người như là mình đi, mình gắn một cái điện thoại nhà là khoảng chừng 25 đô cộng với thuế nữa thì khoảng 30 đô. Yeah. Nhưng mà quý vị chỉ trả có 8 đồng thôi. Yeah. 8 đô mấy thôi. Thì quý vị cũng nên biết là quý vị đã có cái dịch vụ giá rẻ rồi, là của cái phone nhà rồi, thì quý vị không có được phép lấy cái phone tay nữa. Phone tay là từ trước cái giờ phone tay nó cho những người gọi là homeless, những người không có gia đình. Ừ. Họ cần cái phone đó, họ liên lạc với social worker, họ liên lạc với gia đình của họ. Nhưng mà từ sau này thì cái ngành đó nó phát triển ra, nó họ không có cần biết gì hết, họ mới giao cái phone tay cho chính người, các cụ đó. Cụ thấy phone thì cụ cầm thôi. Nhưng mà đâu biết, hỡi ôi là cách mấy tháng về sau thì quý vị nhận cái bill đến cả 100 đô hay hơn 100 đô. Tại vì quý vị, chính phủ nói là mình không có quyền nhận được lúc hai dịch vụ trong một gia đình. Cho nên quý vị thắc mắc những cái vấn đề đó thì quý vị có thể gọi trực tiếp với chúng tôi. Tôi sẽ trả lời vấn đề đó. Như vậy là tất cả những thắc mắc về liên quan bill điện thoại cầm tay hay là điện thoại nhà, quý vị cứ gọi vào trung tâm hoặc là đến trung tâm. Nếu quý vị không hiểu thì cứ liên hệ với trung tâm. Tất cả những dịch vụ mà trung tâm có đều có khả năng làm giúp quý vị, và tất cả đều là miễn phí. Đó là vấn đề về bill. Thì thưa quý vị, khi quý vị đa số bây giờ mình nói là một gia đình mình trả cái tiền cell phone rất là cao. Mặc dù là 4 line hay là 5 line hay là 3 line hay là 1 line chẳng hạn như vậy. Cho nên quý vị khi mà quý vị đánh đo mà qua một công ty nào mà quý vị mà hết cái contract, hết giao kèo quý vị qua một công ty nào, thì quý vị cũng nên cho chúng tôi biết, chúng tôi giúp cho quý vị. Và quý vị nhận được cái bill về đó, cái lời hứa của trung tâm đó khi nói với quý vị, khi quý vị nhận cái bill nó hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi sẽ trở lại để nói chuyện thêm vấn đề này. Quý vị đừng rời máy. As soon as I could walk, I was dancing. And then when I was 3, I had a stroke. Surgeons at my local children's hospital operated for 11 hours. My life was saved. Thanks to my children's hospital, I danced again. And now I'm pursuing a career in broadcast journalism. Help kids live their dreams. Put your money where the miracles are. Give to your Children's Miracle Network Hospital. When you look at me, you might see my tremor. My lack of facial expression. A person with Parkinson's disease. But you may not see that I have trouble sleeping. That no two treatment plans are the same. I was diagnosed at 65. 37, earlier than most. But if you look closer, you'll see a warrior mom. An endurance athlete. Someone who is still dancing. Someone with a lot of fight. Every 9 minutes, someone is diagnosed with Parkinson's disease. And every one of them can turn to the American Parkinson Disease Association. For education. For community. For support. Look closer. And you'll see. My resolve. My determination. My spirit is unshakable. Visit apdaparkinson.org to learn more and show your support today. Quý vị trở lại với chương trình Việt Nam Channel. Chúng tôi đang phỏng vấn cô Dung Phan của chương trình Trung tâm Cộng đồng Nam Nam Á. Thì nãy giờ mình nói những cái chương trình mà Trung tâm Cộng đồng đã và đang làm. Thì có một chương trình nữa mà nãy Dung có nhắc đến là chương trình Chain. Chương trình Chain này thì theo em được biết đó là nói về bill điện BG&E, điện ga. Thì anh biết đó, mùa này là mình đang ở mùa đông. Và mùa đông thì bà con nè, bản thân em cũng vậy, gia đình em cũng vậy, đều xài heat trong mùa đông. Thì lạnh quá rồi. Thì em biết là mình khi mình xài thì dĩ nhiên mình phải trả một số tiền không có nhỏ cho cái mùa này. Thì rất là nan giải. Và bà con đồng hương có những cái thắc mắc về bill BG&E. Bây giờ anh có thể nói thêm chi tiết để bà con hiểu. Thì tôi đồng ý với Dung Phan về vấn đề là cái mùa đông.
nhất là những năm trở lại đây nó lại rất là lạnh nha. Thì quý vị phải dùng cái heat rất là nhiều. Thì đương nhiên quý vị khi mà dùng heat nhiều thì đương nhiên là mình nhận một cái bill nó cũng không phải là nhỏ. Dạ. Đúng không? Đặc biệt thú vị nhất là quý vị lớn tuổi nữa thì có những cụ mang lại cho Tony là những cái bill họ chỉ sống có một mình thôi, cái bill hơn 100 đô. Dạ. Thì với cái số tiền mà họ lãnh tiền SSI hay là tiền GA gì chẳng hạn thì nó rất là lớn đối với họ. Dạ. Hơn 100 đô không phải là ít nhé. Cho nên quý vị gặp trở ngại vấn đề đó thì có thể liên lạc với chúng tôi. Thứ nhất á, là chúng tôi có những chương trình để giúp đỡ quý vị, trả cho quý vị một phần nào. Mà có thể nếu quý vị gặp trở ngại hơn nữa, chúng tôi trả hết cái bill đó. Và thứ hai nữa là chúng tôi có những chương trình đặc biệt để giúp cho quý vị bớt cái số đó mỗi tháng. Như là mỗi tháng có thể bớt cho quý vị 20%, 25%. Và thưa quý vị, có đến 5-6 chương trình khác nhau. Quý vị đều có quyền apply những chương trình đó để cho quý vị trả cái bill đó nó xuống thấp. Không phải riêng mùa đông đâu, mùa hè cũng vậy thôi. Có những người nói những cái vùng rất là nóng. Những các cụ thường thường mùa hè là quý vị các cụ rất là sợ. Quý vị phải vận quạt nhiều, đôi khi cái như vậy thì cái đương nhiên cái bill nó sẽ phải tăng lên thôi. Thì... như vậy là cái chương trình này á, là nói về bill á, thì nếu bà con đồng hương mà thắc mắc về hoặc là cái sự nan giải trong vấn đề mà trả bill, tại sao quá mắc hay là tại sao mà có cái giá như vậy, thì bà con cứ đến trung tâm sẽ giúp đỡ để giải quyết, rồi gọi vào cái cơ quan có chức năng để giúp đỡ bà con hưởng những cái chương trình theo cái nhu cầu và theo cái lợi tức của bà con. Anh có thể nói thì nó có thêm một vấn đề này nữa, thì tôi không xin được nhắc lại quý vị là tôi đã từng gặp những gia đình họ không có khả năng để trả cái bill điện thoại trong vòng 1-2 tháng, thì đương nhiên thì công ty PG&E hoặc mấy công ty về bán ga và điện họ phải cúp thôi. Tôi đã từng gặp những gia đình mà họ bị cúp điện ga cả 6 tháng trời rồi. Đến nhà, và nói tôi đến thăm họ, và nói là nhà lạnh, rất là lạnh. Mà những đứa con nhỏ nó phải đi thắp đèn cầy để mà học. Thì đó là những cái trường hợp xảy ra, không phải là ít. Quý vị gặp trở ngại vấn đề đó, quý vị thấy là quý vị không trả được cái bill điện, cái ga điện. Quý vị gặp chúng tôi có khả năng giúp cho quý vị. Thì... đừng có chờ đến lúc mà quý vị cúp rồi quý vị mới gọi đó. Thì cái vấn đề khi mà họ gắn lại cho mình, họ lại trả thêm một số tiền mà gắn lại nữa. Cho nên rất là khó khăn cho quý vị. Em cũng thấy trong cái bill vừa rồi đó, có một cái con tên của công ty thứ ba vô, thì em cũng có mà cho anh thấy và anh cũng giúp em giải quyết những cái tình huống như vậy. Anh có thể chia sẻ thêm với bà con. Thì thưa quý vị, là có một chương trình là trong cái bill quý vị, từ bây giờ thời gian gần đây mấy năm trở lại đây thì họ cho quyền một cái công ty khác bán ga hoặc bán điện, không phải cái công ty đầu tiên mà quý vị đang dùng. Cho nên vấn đề đó là họ chia sẻ công ty thứ ba với công ty thứ hai, họ chia sẻ với nhau, có thể cái bill quý vị sẽ lên cao hơn nữa. Cho nên quý vị cũng nên cân nhắc trước quý vị, một người nào gọi điện thoại cho quý vị mà muốn mời chào quý vị một cái mặt hàng nào đó, quý vị phải cân nhắc, quý vị phải nói là để tôi suy nghĩ lại, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi sẽ giúp cho quý vị. Hoặc là có người nào gõ cửa đến mời quý vị vào một cái chương trình nào mà họ mạo danh là một công ty nào đó, quý vị phải cẩn thận. Nhất là bây giờ vùng phải nói là San Francisco. Cho nên quý vị phải cẩn thận vấn đề đó. Cho nên chúng tôi không còn đủ nhiều thời giờ để mà đưa lên những chương trình thật là nhiều nữa. Thì hy vọng là quý vị có thể liên lạc với cô Dung Phan và chương trình nói thêm. Thì trung tâm cộng đồng châu Á, cái số điện thoại mà quý vị muốn tìm để sự giúp đỡ đó là 415-885-2743. Địa chỉ của chúng tôi tại 875 O'Farrell Street, San Francisco, California, 94109. Một lần nữa cảm ơn Dung Phan nha, và của chương trình đã ghé đến để cho chúng tôi có những cái tin tức rất là đặc biệt. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy may mắn. Xin chào. Thank you, anh. Okay. Chào anh.
The following is a paid presentation.